Mỗi ngày mẹ viết một điều về con, từ ngày con đến trong cuộc đời, để mẹ mỉm cười mỗi khi nhớ về những ngày đầu tiên con với mẹ. Mẹ vừa hạnh phúc, mẹ vừa lo âu, vì mẹ chẳng biết sao mai sau. Thế nhưng cuối cùng cũng mau quên đi, bởi vì mẹ vui gấp trăm lần. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều, bởi con chính là tình yêu của cha mẹ. Năm tháng qua dù vất vả bao nhiêu khó khăn, mẹ cũng sẽ không sợ hãi chi. Trái tim của mẹ nguyện sẽ rơi